Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản Cát Cát, một bản thuộc huyện Sapa. Đây được coi là một bức tranh văn hóa đặc sắc tại Tây Bắc. Bản Cát Cát là một ngôi làng nổi tiếng với những nét đẹp độc đáo, truyền thống, bình yên, nằm giữa núi rừng Tây Bắc bạt ngàn. Các bạn có thể thấy nơi đây từ lâu đã trở thành một ngôi làng đáng sống, đồng thời cũng là một điểm du lịch lý tưởng cho du khách đến đây. Và hôm nay các bạn sẽ cùng tôi thăm thú bản Cát Cát tại Sapa xem có gì đặc sắc không nhé. Xin mời quý vị và các bạn theo chân tôi nào. Địa điểm đầu tiên chúng ta nhìn thấy là những thác nước thơ mộng tại bản Cát Cát. Các bạn có thể thấy rằng là thác nước ở đây, nước chảy quanh năm, rất thơ mộng và trữ tình. Ngay từ cổng vào chúng ta đã thấy rằng là có những địa điểm cho thuê trang phục. Các bạn có thể thấy rằng là thác nước ở đây đang chảy rất mạnh và nước rất trong xanh. Đây là một trong những địa điểm cho thuê trang phục của các vùng đồng bào dân tộc. Bạn trẻ này đã có một bộ trang phục rất là đẹp, lộng lẫy. Nếu như bạn đã từng đến với Phượng Hoàng cổ trấn của Trung Quốc thì bạn cũng có thể bắt gặp được những nét chấm phá tại Cát Cát bản, cũng có một phần nào đó tương đồng với Phượng Hoàng cổ trấn khi người dân sống xung quanh hai bên bờ sông. Ở Trung Quốc thì tại Phượng Hoàng cổ trấn chúng ta có thể thấy là bắt gặp một con sông Đà Giang với hai bên bờ là những ngôi nhà cổ kính, thì tại đây chúng ta lại thấy dòng suối này cũng những nét chấm phá như những guồng nước, những mái nhà cổ kính hai bên bờ sông đã tạo nên một vẻ đẹp cổ kính và đầy thơ mộng tại bản Cát Cát này. Trời
mời anh ghé qua, ghé thăm nơi bản làng người Tây Bắc chúng em. Bóng đen ngọn lửa hồng, vò rượu gần chưa uống đã say. Nơi xưa cứ chúng em yên bình nhưng lại đậm một chữ tình. Nếu như anh có dịp dừng đôi chân chút nhà, ghé thăm phiên chợ tình cùng xe riêng chúng mình. Tiếng ca vang núi rừng nhịp nhàng từng câu hát lên. Mùa xuân tới có bao ngọt ngào, trao tình nồng đêm tràn. Dừng đôi chân chút nhà, ghé thăm phiên chợ tình cùng xe riêng chúng mình. Tiếng ca vang núi rừng nhịp nhàng từng câu hát then. Mùa xuân tới có bao ngọt ngào, trao tình nồng đến tràn. Chào một mùa xuân mới muôn hoa khoe sắc như đang đón mời. Các bạn có thể nhìn thấy đây này, các con chữ đã được về bảng. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là ông giáo già. Ông giáo già đang ngồi dạy dỗ cho các em tại bản Cát Cát này những con chữ. Những cái chữ đã về bản rất xa xôi. Tất cả nhờ vào sự yêu thương đùm bọc của ông giáo già. Nếu anh có dịp thì mời anh ghé qua, ghé thăm nơi bản làng người Tây Bắc chúng em. Bóng bên ngọn lửa hồng, hoa rượu cần chưa uống đã say. Để giờ cứu chúng em yên bình nhưng lại đọc một chữ tình. Xuân tới có bao ngọt ngào, trao tình nồng đến tràn.